Dạ, TV256 xin mến chào chị Yến à. Chị có khỏe không thưa chị? Dạ, tôi khỏe. Mà chào TV256. Lâu quá Lâu không gặp quá chị em mình đâu có 256. gặp nhau phải không? Dạ. Rồi, rồi hôm nay chị có muốn nói gì với bà con trong nước không thưa chị? Chị cứ thẳng thắn trình Có. bày nha. Dạ, muốn nói rất nhiều và muốn nhắn về với tứ trụ triều đình luôn. Nhắn về tứ trụ triều đình luôn. Rồi chị Phải cứ nói tiếp thẳng tục với cho nói mấy đi. ông biết luôn chứ không có nhắn gửi hả? Rồi. Nói thẳng cho mấy ông hiểu. Dạ. Chị cứ bắt đầu câu chuyện đi chị. Chị ấm ức gì thì chị cứ tiếp tục nói đi. Dạ. À, trước tiên Yến Trương xin chào tất cả bà con thân thương trong nước ở quê nhà đất mẹ và tất cả và bà con những bà con đã từng đồng hành với Yến Trương đi khắp đoạn đường suốt 17 năm để đòi quyền lợi và công lý mà đòi không ai trả hết. Nghe nói sắp sửa trả rồi đó chị, tại vì đó Nguyễn Phú Trọng xử cái ông là Lê Thanh Hải đó, chị nghe vụ đó Có nghe không? Mà xử xử những người oan tham thì phải trả tiền lại cho người dân chứ, xử oan bao tham giờ thì mới phải xử, lấy tiền của oan bao giờ tham. mới xử mà chừng nào mới xử, cái tiếng kỷ luật kỷ cương hồi Lê Thanh Hải này hồi 2017 tới bây giờ hình như là cái lò Nguyễn Phú Trọng là lò giả của mấy lò thật chú ơi. Rồi chị cứ nói đi. Lên đài thì nói chuyện thao thao bất tuyệt Chị cứ tiếp tục nói. nhưng mà việc làm thì không thấy ai thấy thu hồi những tiền tham nhũng, nhưng mà không biết những cái số tiền thu hồi tham nhũng đó bây giờ nó thất thoát vào chỗ nào, nó đang ở đâu mà người dân thì không thấy. Người dân chỉ nghe nói chứ không bao giờ thấy. Rồi từ ngày cái vụ là tiền tham nhũng tham ô mấy chục thằng tham nhũng đó nó cướp đất cướp nhà của dân rồi không có thấy cái những cái đền bù hay là thu hồi sai thu hồi lầm trả nhà trả đất cho người ta mà thấy bây giờ đó hả Nguyễn Xuân Phúc lại mở cửa tan hoang rước dịch về nhà rước giặc về nhà rước xâm lăng dày mã tổ rước dịch. Nguyễn Xuân Phúc nói mà chống dịch như là chống giặc, dịch đâu mà không chống mà rước dịch, mở cửa tam quan rước dịch về cho nó lây lan những người dân vô tội, đã những người bị cướp đất cướp nhà đã không có nhà cửa ở mà bây giờ còn rước dịch về để lây lan Cái để vụ cho những này người dân phải màn trời chiếu đất sống lầm than khổ sở. Mà bây giờ đó hả gạo thóc á, lương thực á, khẩu trang thiết bị cái gì không lo cho dân mình mà lại á lấy nửa tỷ mỹ kim thiết bị khẩu trang thiết bị quần áo gì mà để chống dịch đó gửi sang Trung Quốc ha. Có phải khôn nhà dạy chợ không? Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có phải khôn nhà dạy chợ không? Dân của mình thì không lo, đói khát thì không lo, dịch thì rước về để lấy những người dân Việt Nam của chúng ta. Yến Trương đã nói 28 Tết vừa rồi hồi đầu năm Yến Trương đã nói rồi, cấm đường bay phải cấm đường bộ cấm đường sông luôn. Thì bây giờ dân Việt Nam mình đâu có đánh đổi. Đúng rồi. Còn đằng này mở cửa tam quan. Rồi bây giờ Trần Tuấn Anh á với Nguyễn Xuân Phúc á là hợp hội với nhau nói là sẽ xuất khẩu gạo qua bên Trung Quốc. Trong khi Việt Nam đang đói khát lầm than, dịch hạn hán, nước thì mặn ở miền Tây,
Tại sao mà nước miền Tây mà khô cằn mà không có nước? Tại vì ai? Tại vì thằng Trung Quốc. Nó ngăn sông, nó đắp đập, không cho nước chảy đầu nguồn xuống cuối nguồn. Nó đã tiêu diệt người Việt Nam mình rồi. Mà tại sao bây giờ còn đem những thiết bị khẩu trang tiền bạc đem qua cung cấp cho nó? Chị nói đúng đó. Chị chửi đúng đó. Tại sao Nguyễn Xuân Phúc từng lên đài nói dân này là dân của ai? Nói tới đây mở máu tôi không muốn trào lên. Nguyễn Xuân Phúc, dân này là dân của ta. Tại sao không lo cho dân của mình? Ráng nghe chửi nghe. Lấy những tài sản của nhân dân, tiền thuế của nhân dân, cướp đất của nhân dân, của đồng bào chúng ta, đem dân qua bển mà người dân không lo. Cái đó phải Nguyễn Xuân Phúc không nhà giải trợ không? Tuy là bao nhiêu, nó không đáng gì. Nhưng mà tại sao? Ít nhất phải lo ở trong nhà trước mới lo người hàng xóm. Trong nhà thì bỏ đói khát khổ sở, màn trời chiếu đất lầm than không lo, mà lại lo mà được, có phải khôn nhà giải trợ hơn Nguyễn Xuân Phúc? Còn tôi hỏi ông Nguyễn Phú Trọng, từ ngày ông Nguyễn Phú Trọng cho tàn sát ông Cụ Cần, rồi Nguyễn Phú Trọng mất tiêu, thì nghe trên đài nói là Nguyễn Phú Trọng đang cứu cấp. Tại sao cứu cấp? Làm quá ác quá rồi trời chu đất diệt hay sao? Mà khi đã lành mạnh rồi, nghe cái vụ dịch Vũ Hán của Trung Quốc này, thì Nguyễn Phú Trọng là chủ tịch nước, là chủ đứng đầu đất nước. Giờ phút đó ông ở đâu? Yến Trung muốn hỏi. Giờ phút dầu sôi lửa bỏng á, Nguyễn Phú Trọng đang ở đâu? Làm cái gì? Ông từng lên, lên để tuyên thệ mà sống lại vì dân, phục vụ cho dân. Chính quyền lãnh đạo là đầy tớ của nhân dân, chứ không phải chúng chính quyền lãnh đạo mà đúng chuyện cái là chui cái lỗ nào đâu, không biết lỗ nào đâu. Tự mấy ông suy nghĩ, đúng chuyện thì nào? Trốn. Trốn dân. Biết bao nhiêu lần rồi, chứ không phải một lần đâu. Vụ bãi tư chính cũng vậy. Mà bây giờ cướp đất, cướp nhà của nhân dân thì ra lĩnh thẳng tay hô chống dịch. Nguyễn Phú Trọng đang ở đâu? Dầu ông có làm một tháng, một ngày, một năm đi nữa, trách nhiệm của người đứng đầu của chủ đất nước phải vì dân lo cho dân. Dân mới tính niệm ông. Dân mới nghĩ đến đến năm. Còn đằng này đụng chuyện dầu sôi lửa bỏng thì trốn mẹ nó đi. Còn Yến Chương đã nhắc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biết bao nhiêu lần, từ ngày bị dịch Vũ Hán tới bây giờ, bao nhiêu lần đóng cửa bay, đóng cửa bộ, đóng cửa đường sông luôn, đường đi bộ luôn, mà Nguyễn Xuân Phúc không nghe lời. Mở cửa tam quan cứ rước dịch về nhà, mà lên đài thì nói chuyện thao thao bất tuyệt, chống dịch như chống giặc, hay là rước dịch hay là rước giặc, hỏi Nguyễn Xuân Phúc rước cả hai. Còn Trần Tuấn Anh dưới quyền của Nguyễn Xuân Phúc, nếu Nguyễn Xuân Phúc nghe lời nhân dân không cho xuất gạt khẩu gạo qua Trung Quốc, thì phải có quyền cấm là cấm, chứ không phải nghe lời Nguyễn Tấn Anh. Không phải nghe lời Nguyễn Tấn Anh là không phải nghe lời Nguyễn Tấn Anh nó kêu cứ xuất khẩu đi. Nếu mà Nguyễn Xuân Phúc cho Trần Tấn Anh xuất khẩu gạo qua Trung Quốc, thì lập tức Nguyễn Xuân Phúc phải nghỉ làm thủ tướng đi. Mình là thủ tướng, mình phải có quyền. Còn ở bên Hoa Kỳ hay là tất cả các nước bị dịch nè, đồ không lên giá nè,
gạo gạo không lên giá nè, xăng không lên giá nè, điện còn bớt, không có tiền đóng thì đóng, còn không có tiền thì thôi, chứ không phải như Việt Nam mình, chứ không phải như Việt Nam mình không có tiền thì cắt điện. Mình phải sống theo thế giới đi, là tất cả cho những người dân của Việt Nam mình được hưởng đức, được hưởng cái phúc đức. Ở bên Mỹ, ở bên Mỹ này đó chị, thì theo như TV được biết thì ngay cả những người mà họ trả tiền thuê nhà đó, bây giờ họ cũng không cần phải trả nữa. Trời ơi, bên Việt Nam không có đâu chú ơi, làm gì có chuyện đó. Tại vì họ không có đi làm việc thì chính phủ là giúp đỡ cho. Bây giờ cho tôi nói nè, nếu mình là chủ đất nước, mình phải làm nghiêm, mình làm chắc chắn, mình phải ở làm sao mà tiền nhà thì giảm, tiền điện thì bớt, hay là tiền xăng gì bớt. Đúng rồi. Tất cả được cái giá ổn định, đời sống của người dân ổn định. Yeah. Mình phải có quyền, chứ không phải tự tung tự tác. Ai muốn lên bao nhiêu lên, ai muốn làm sao thì làm, mặc cho người dân. Yeah. Làm than không khổ. Khổ nhất là những người kêu bằng bị cướp nhà, cướp đất. Bây giờ ta không có nhà đất ở đó, không có nhà ở đó, là màn trời chiếu đất, phải sống lang thang lứ thứ ở ngoài đường. Khổ mà, thảm là như vậy đó. Rồi bây giờ còn nghe nói thôi, chứ chưa chính thức. Nghe nói là Trần Quốc Vượng thay thế Nguyễn Phú Trọng, mà nghe nói làm mà bơi về hợp tác xã. Mà tôi đã từng sống ở Việt Nam rồi, nghe nói hợp tác xã là dân cũng như tôi quá sợ luôn à. Chỉ là chủ đất nước với những thằng lãnh đạo nó mới giàu có thôi, còn dân phải xếp hàng mua từng ký gạo, mua từng thức ăn, là cái gì cũng theo chế độ, phải đói khát, phải lầm than. Ví dụ mà chị nói hợp tác xã đó là nền kinh tế tập trung, đó là có thật đó chị ạ. Hả? Cái đó là Bộ Chính trị đã quyết rồi đó. Bộ Chính trị là đăng ở trên báo Thanh Niên, mà làm sao mà không có thật? Đã có thật đó, đi về cái nền kinh tế mà tập trung công nông trường xã, hợp tác xã trở lại đó. Nếu mà hợp tác xã, vậy chứ tôi hỏi tất cả 96 triệu người dân ở Việt Nam có đồng ý cho chính quyền lãnh đạo ở Trung ương làm hợp tác xã như hồi đời của Đỗ Mười hay không? Cái thằng Thí Neo á. Ừ. Bộ Chính trị đó đã hỏi ý dân chưa? Cái câu hỏi của em là vậy đó. Mà tôi nói nhắc nhở cho tứ trụ triều đình hay là mấy cái ông lãnh đạo ở Trung ương biết nha. Chính quyền lãnh đạo Trung ương là đầy tớ của nhân dân từ trên tới dưới. Muốn làm bất cứ một sự việc về đất nước, vì đời sống của nhân dân, phải thông qua với nhân dân, phải hỏi ý kiến của nhân dân, coi nhân dân chúng tôi có đồng ý hay không. 96 triệu người dân tôi bảo đảm không một người nào đồng ý hết. Sống theo cái chế độ kìm kẹp, ăn uống phải do mà lường nếm đo đong của chính quyền, mà dân chúng tôi không đồng ý rồi. Rồi tôi hỏi nè, tứ trụ triều đình nè, cướp đất của dân, cướp nhà của dân, cướp đời sống của nhân dân, cướp lầm, cướp sai, cướp trái pháp luật, gọi là ăn cướp, đảng cướp á, có trả lại nhân dân chúng tôi chưa? Đó, trường dân quan trường thịnh là của bà Trương Mỹ Yến này, nghe. Dân quan trường thịnh là của bà Trương Mỹ Yến này, đất của chúng tôi là đất dân cư, không được quyền lấy, không được quyền cướp. Đất Thủ Thiêm
cũng làm sai, đô thị mới Thủ Thiêm cũng làm sai. Dưới bên Đồng Tâm, dưới bên vườn rau Lộc Hưng cũng làm sai, mà tất cả những 63 tỉnh thành phải làm sai, đã làm sai thì phải trả nhà trả đất lại cho nhân dân chúng tôi đi. Rồi các vị muốn làm cái gì hả, tất cả thì có hỏi qua 96 triệu người dân chúng tôi chưa? Đó, Tiểu Dương muốn hỏi đó, hỏi thẳng ở Trung ương đó. Tại sao không có trưng cầu dân ý? Trưng cầu dân ý cái điều đó rất là dễ dàng thôi. Hỏi bây giờ bao nhiêu triệu đồng bào Trung ương năm đại hội 13 gì đó, muốn cái mầm gì phải hỏi qua ý kiến người dân. Mà không hỏi qua ý kiến người dân, bắt chước cái thằng Trung Quốc mà làm theo nó. Bây giờ nè Trần Tuấn Anh, dân 96 triệu người dân không đồng ý cho nước Việt Nam mình xuất khẩu gạo qua Trung Quốc. Nếu người nào cãi lệnh xuất khỏi nước Việt Nam qua thẳng Trung Quốc ở đi, Yến Chương nói đó, lời của Yến Chương là tất cả 96 triệu người dân đồng ý hết. Nha. Tại vì Yến Chương nói những cái lời nói là có lợi cho đất nước, có lợi cho tổ quốc, có lợi cho nhân dân, có lợi cho đồng bào. Chứ Yến Chương không nói quyền của riêng tư lợi cho Yến Chương. Vừa rồi lâu lắm rồi Yến Chương không nói, mà những cái bực tức của Yến Chương đã dằn từ ngày dịch tới bây giờ. Nó bùng phát ra, cũng như mà đại dịch bùng phát một cái mà quá trời khủng khiếp vậy. Cái sự tức tối của Yến Chương. Dương đã nói trước rồi, nghe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chống dịch như chống giặc, nhưng mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rước dịch như rước giặc. Lời nói là việc làm không đi đâu. Lời nói sai rồi lời nói trái. Và Yến Chương cũng nhắc nhở tất cả 96 triệu người dân ở Việt Nam, mình là người Việt, mình sống theo cái lối ông bà cổ xưa của mình đi. Cây nào, rau nào, củ nào, quả nào của mình làm sao thì mình ăn như vậy, mình bán như vậy, bán cao một chút xíu. Dân không phàn nàn. Đừng có ngâm những cái hóa chất, chuối cũng ngâm, rau củ cũng ngâm, trái cây cũng ngâm. Cái đó không khác nào người Việt mình giết người Việt mình. Đến đổi con cá, con tôm cũng phải chích thuốc, cánh gà, chân gà, con gà, con vịt cũng phải chích thuốc vô nữa. Có phải người Việt mình giết người Việt mình không? Sao mấy người ngu sửng quá vậy? Vì cái đồng tiền không có bao nhiêu. Mà bây giờ á, tụi Trung Quốc nó đem nhập những cái hóa chất qua rồi, cái nói làm cái đó là có lợi cho ai? Tiêu diệt người dân Việt Nam mà sao? Rồi bây giờ tới rút dịch nữa. Đó, cái này cơ trời đó. Là mấy sấm dẫn của nhà Phật nói đó, 10 thần hết chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Thì bây giờ là hiện tại bây giờ đó, thì người Việt mình tự là bảo vệ cho người Việt mình đi. Bây giờ trồng những cây trái hoa quả cái gì, nếu chừng nào nó thối thì thôi, còn bán được. Đừng ngâm thuốc, cứ bán cho mình đi. Bảy chai cái hàng Trung Quốc ở Việt Nam. Cái gì có Trung Quốc vứt xuống sông, vứt thùng rác, chẳng là ăn muối. Chứ đừng nói ăn thịt, cái đó có quá chất, cái tổng nào vẫn ăn. Tại sao vậy? Tại sao người Việt mình không biết thương yêu lẫn nhau, không biết đùm bọc lẫn nhau, hỡi bà con? Tại sao không biết thương yêu lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau? Lúc này là lá rành lành đùm lá rách đùm lá te thua đó, gắng cùng nhau đi, nắm tay nhau đi, để xây dựng một cái quá muộn, nhưng mà mình phải củng cố tinh thần mình lại. Đừng nghe lời tụi nó. Thanh Long chích thuốc vô đi,
bỏ bông thuốc đó chở qua Trung Quốc bán có giá. Bây giờ có hay không? Tất cả những cái cây có hay không? Đó, người dân của mình hãy thức tỉnh đi, củng cố cái nền móng mình lại đi. Yeah. Tự mình lo cho mình. Cũng như chính quyền vậy, cũng như Nguyễn Xuân Phúc á. À, tôi nói nó tới nó lui á, quên cái vụ Nguyễn Xuân Phúc. Yeah. Nguyễn Xuân Phúc, ông là thủ tướng, ông nắm những cái lãnh đạo từ địa phương cho đến trung ương. Lãnh đạo nào nhà bao nhiêu, vàng bao nhiêu, tiền đô bao nhiêu, kêu những người đó đóng góp lại để lo cho dân trong lúc yeah. này, trong lúc dầu sôi lửa bỏng này. Tại sao chính quyền lãnh đạo nhà cao cửa rộng, vàng thì chôn xuống hầm, tiền đô thì có sẵn? Yeah. Tại sao không kêu những cái lãnh đạo đó mà lại kêu người dân? Người dân giờ còn máu và xương thôi. Dạ, người dân hết tiền rồi để rồi đóng góp. Đâu rồi. Bị cướp hết rồi. Rồi cũng như nhà với Trương nè, có nhà cửa đàng hoàng ha, bây giờ phải cướp con cái, phải con cháu phải lang thang lứa thứ ở ngoài đường đó. Dẫn chứng nhà của Yến Trương nè, lúc này quá khổ nè. Yeah. Mà 63 tỉnh thành bị cướp đất, cướp nhà cũng đeo như vậy hết, chứ không phải riêng nhà Yến Trương nha. Lôi đầu những cái thằng tham nhũng, biết của nó là lấy bao nhiêu tỷ bạc, mấy chục tỷ. Yeah. Mày phải đóng góp ra hai phần để cho trong lo trong cho đất nước Lâm Mi, lo cho người Việt chúng ta, chứ không phải đưa qua Trung Quốc. Yeah. Mà không phải tiếp tế cho Campuchia với Lào, mà phải sống thực tế đi Nguyễn Xuân Phúc. Yeah. Nguyễn Xuân Phúc phải sống thực tế đi. Nguyễn Phú Trọng trốn mất tiêu, Nguyễn Xuân Phúc có quyền lãnh đạo, Nguyễn Xuân Phúc phải làm đúng với lương tâm, đúng với sự thật, đúng với bản chất con người, dân nó mới tin tưởng. Còn Nguyễn Xuân Phúc lên đường, lên đài thì nói chuyện thao thao bất tuyệt, nói mà không làm, dân chúng tôi gọi là nói xạo, nói giáo láo, nói dốc với nhân dân, dân không còn tin tưởng. Bây giờ ông muốn thì nhân dân chúng tôi phải có một cái niềm tin, thì ông phải làm sao nắm vững cái đất nước nha. Nguyễn Xuân Phúc thu hồi những cái thằng tham nhũng, những cái thằng chức quan gì của ông á, thu hết lo cho dân chống nạn đói, chống nạn thất nghiệp. Đất của dân bao nhiêu trả nhà lại đây đất cho dân. Yeah. Bà Trương Thị Yến không quên đâu nghe. Yeah. Hãy thu hồi đất công ty Trường Thịnh trả lại cho bà Trương Thị Yến. Bà lo cho con cho cháu bà trong Việt Nam. Yeah. Không thu hồi đất của công ty Trường Thịnh là sai trái 100% rồi. Và đô thị mới Thủ Thiêm dừng rau Lục Hưng. Bây giờ con cháu của chồng nó đang khổ sở, đang màng trời chiếu đất đó. Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đăng cái chỉ đạo về Nguyễn Thành Phong, Nguyễn Thành Phong có thi hành hay không? Rồi ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói, địa phương nào không giải quyết, không làm đúng sự thật phải kỷ luật. Bây giờ phải kỷ luật chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong đi. Yeah. Bà Trương Thị Yến nhắc nhở như vậy đó. Rồi cái đó nói là Nguyễn Xuân Phúc, bây giờ Nguyễn Phú Trọng trốn, Nguyễn Xuân Phúc hãy đứng ra, phải thu hồi những tiền quan tham, những cái âm quan. Bây giờ hiện tại bây giờ thu hồi, phải nói là mấy ổng phải tự giác đem ra hơn phân nửa hai phần tiền để lo cho đất nước Lâm Nguyên trong lúc này. Chứ đừng có xin tiền dân, dân khổ lắm rồi. Yeah. Mà Nguyễn Xuân Phúc á, bây giờ tôi nói một câu này là quá muộn màng rồi, không còn dính líu gì dưới lòng Trung Quốc. Phải đóng cửa thẳng tay, từ đường bay, đường bộ, đường sông, tất cả những đường ngăn lại luôn. Mà khi đi tính lại đó, nước Việt Nam mình bây giờ đó, cái cơn dịch hoành hành đó là đâu,
từ Trung Quốc được là không chịu đóng cửa. Bây giờ nó lây lan người dân Việt Nam tùm lum, mà không lo cho dân mà lo cho ai nữa, hả Nguyễn Xuân Phúc? Còn anh Trần Quốc Vượng, tôi nói tất cả bà con và đồng bào, dân chúng tôi cần những lãnh đạo có đức có tài để an dân trị nước trong lúc này. Chứ dân chúng tôi không cần những lãnh đạo bất tài vô dụng đàn áp nhân dân trong lúc này nè. Còn nghe cái bữa hổm cái giấy gì mà những người mà bị nhiễm nặng bỏ vô lò xác hủ tiêu, đó quá sai lầm. Tại sao dân chúng tôi lại nhiễm như vậy? Tại vì ai? Tại vì Nguyễn Xuân Phúc rước dịch về nhà để lây lan người dân là một. Mà đừng có bắt chước cái thằng Tập Cận Bình, mà dân còn sống còn la làng mà thảy vô lò thiêu. Có dân bản đàng hoàng rồi. Tới chừng mà ông Nguyễn Xuân Phúc làm kiểu đó là dân không còn cái bằng tích nước dở bờ nữa Nguyễn Xuân Phúc. Bây giờ bộ chính trị hay là công thương hay là gì cũng dưới quyền Nguyễn Xuân Phúc. Thì Nguyễn Phú Trọng bây giờ trốn rồi, mắc dịch mắc gió đâu rồi. Thì ông Nguyễn Xuân Phúc đứng lên đi, để lo cho dân trong lúc hâm nguy này đi. Đây là dầu sôi lửa bỏng đó, lúc này đang sôi sùng sục rồi đó, không lo đợi lúc nào nữa lo hả? Và tôi cũng nhắn gửi tất cả những bà con thân thương trong nước của mình, mình phải đoàn kết, đại đoàn kết, thành công rồi sẽ thành công. Mình phải có chí hướng, đừng có mê muội là một. Rồi nghe bên gì Tuyên Lãng gì đó là có một cái sản xuất một cái nhà ma túy, một cái công ty hay cái nhà gì của ma túy á. Mà nghe nói không à, rồi chiếu qua rồi một cái là mất tiêu luôn. Cũng như hồi đó giờ ma túy hay là tì ke gì đó là của Trung Quốc nó sản xuất rồi này kia đó, là bao nhiêu lần đó, rồi chiếu qua rồi tụi Trung Quốc biến mất. Việt Nam không dám làm gì hết đó, chính quyền không dám làm việc gì hết đó. Đại tướng Tô Lâm, trách nhiệm của ông là bắt những tội phạm sản xuất ma túy từ Trung Quốc đưa qua đây. Một cái chính quyền, một cái thằng địa phương, chủ tịch phường, chủ tịch quận, chủ tịch nào cũng vậy hết, một cái nhà ma túy như vậy, nó lớn khủng khiếp như vậy, bắt rồi thôi. Nếu người Việt Nam mình làm, đem ra tử hình hay không? Trung Quốc thì qua thoải mái, không cần giấy tờ gì hết. Người Việt Nam mình đi về nước phải kiểm tra, kiểm soát hay là này kia cho nọ đủ thứ không? Có phải mấy ông chính quyền ở trung ương với lại Tô Lâm, đại tướng Tô Lâm á, dạy những cái thằng công an an ninh đó hả? Nó mất dạy không? Nó khôn nhà dạy chợ. Tại sao người Việt mình không binh người Việt mình, không lo cho người Việt mình? Nó lo tào lao. Đó. Rồi xin nhường lại chú. TV 56. Cảm ơn chị đã trình bày cho người dân ở trong nước hiểu được. Nói thật với chị đó, khi mà mình thấy cái căn dịch Vũ Hán đó, thì TV 256 cũng làm rất là nhiều clip, có thể là 5-6 clip đó. Và TV 256 đã từng cảnh báo là cái con Vũ Hán này nó không phải bình thường đâu, nó nguy hiểm vô cùng lắm. Mà rốt cuộc ngày hôm nay quý anh chị em biết không, tại nước Mỹ này, cái người mà bác sĩ họ lo cái công việc
Họ nói rằng là nước Mỹ này đó là sẽ đương đầu với 200.000 cái chết. 200.000 người Mỹ chết là có thể là ít nhất. Hiện tại thì con số nhiễm bệnh nó lên tới 150.000 rồi. Có thể trên 150.000 rồi. Nhưng mà người ta nghĩ rằng chỉ trong một tuần lễ nữa thôi nó sẽ lên, nó sẽ từ từ nó lên cả 500.000 rồi nó lên cả 1 triệu người luôn. Cái bệnh dịch nó không có từ ai hết á. Thành ra ông Tổng thống Trump á, ông kêu là người dân phải ở nhà cho hết cuối tháng 4 luôn, cho đến 30 tháng 4 luôn. Là ông quan tâm đất nước như vậy. Còn cái dân dân Việt Nam mình thì đâu có cái vụ đó. Thành ra người ta nghĩ rằng là có cái che giấu cái sự thật, che giấu về cái chết, che giấu về cái số con bệnh. Thành ra người dân rất là ỷ y, là người dân không có sống cách ly. Mà mình thấy đó, ở Việt Nam mình rất là khó là người dân đó ở sát vách với nhau không à. Chị thấy ở Việt Nam sống là gần với nhau đó, đâu phải giống như bên Mỹ phải không? Bên Mỹ thì nó còn có sân cỏ thì nó còn ít lây lan. Mà ở Việt Nam đó mà sống sát vách với nhau đó mà lại là không có tự cách ly đó, thì sẽ lây nhiễm toàn bộ hết. Lây nhiễm toàn bộ là sẽ chết như rạ luôn. Thực tế là như vậy. Mà đến giờ này đó, những người Việt Nam vẫn chưa hiểu cơn dịch quái ác này. Nước Mỹ nó ta sợ cái cỡ nào. TV 256 này cũng là sống là coi như là mình 2 tuần ở nhà rồi, đâu có đi đâu. Mình cũng phải tự cách ly, mình nghe theo theo nhà nước của mình chứ. Mà bên đó làm như là quá thờ ơ đi, bên Việt Nam làm như quá thờ ơ, tại vì nhà nước đó nhiều khi không có nói lên sự thật. Đúng Cứ rồi, 16 nếu mà người vậy. nhà nước mà nói lên sự thật á, Việt Nam mình nó chết bao nhiêu, nhiễm bao nhiêu thì người dân đâu có chủ quan, tại nhà nước nói là không có chết bao nhiêu, không có nhiễm bao nhiêu, người dân mới mới lại ý. Mà tôi đã nói tất cả 96 triệu người dân Việt Nam và tất cả đồng bào bà con thân thương trong nước, bây giờ chính quyền không lo cho mình thì mình hãy tự cứu lấy bản thân mình lo cho bản thân mình, cảnh giác bản thân mình. Mà nói bây giờ những người dân quan bây giờ cướp nhà cướp đất, bây giờ người ta đi làm thuê làm mướn, cái đời sống người ta không ổn định, người ta đói, có ai cho gạo không, nhà Rồi nước có đem mấy gạo đến cho hay không, cướp đất cướp nhà cướp tài sản của người ta rồi, có ai đem gạo để thức ăn để cho như bên Mỹ này không. Bên Mỹ này á là chỉ cần đem chiếc xe hơi đưa cái cốp xe vô thôi, ở trong đó là những nhân viên bên từ thiện, người ta đem thùng thùng đủ thứ đồ, từ gà hột gà là thịt heo là rau củ quả đầy đủ cho người dân sống một tuần, đưa cái cốp xe vô thôi, ngồi trên xe không cần xuống xe đó. Yến Trường nói thực tế những cái biết đưa Yến Trường đưa lên cho cả thế giới coi đó, là bên Mỹ nó sống như vậy đó, thì việc mình có hay không. Bây giờ đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải thu hồi những cái tài sản, hỏi Nguyễn Phú Trọng thu hồi tài sản tham nhũng là bao nhiêu Lê cho Thanh, người dân sống trong lúc này, Lê Thanh Hải nghe nói và giàu lắm đó những chị. cái tiền của quan tham bây giờ nhà cao cửa rộng, vàng có tiền đô có, góp thành cho thủ tướng chia sẻ người dân một cách công khai minh bạch rõ ràng để người dân có một cái niềm tin. Cái giờ dân của tôi nè sống bơ vơ ở giữa chợ đời, không biết tin tưởng vào ai đây, lãnh đạo thì kêu cấm kêu đón kêu kêu ở nhà, nhưng mà ở nhà đời sống đâu,
gạo nấu đâu mà sống, nước ở dưới Bến Tre dưới miền Tây khô cằn không có nước uống đó. Cái đó là thực tế đó. Tại sao người xịt mũi Facebook không sống thực tế đi? Thực tế là lấy tiền những thằng tham quan, lấy những thu hồi hay là sinh sỏ gì, mấy cái đại quan đang ở đương thời, trách nhiệm đương thời đang làm việc đó, để yên tâm cho từng cơ quan, từng 63 tỉnh thành phải quyên góp bao những tiền đó, ở địa phương nào lo cho địa phương đó. Cái lệnh của Nguyễn Xuân Phúc đâu mà lại bắt người dân phải có tiền thì góp tiền, mà có vật thì góp vật. Bây giờ tôi xin thưa với Nguyễn Xuân Phúc, toàn dân chúng tôi chỉ còn máu và xác người, ông có muốn thu hay không? Máu và xác người ông có muốn thu hay không? Bây giờ thì không còn cái gì hết. Nhà bị cướp, đất bị cướp, còn xác người có cướp hay không? Vậy thôi. Đó, từ TV 256 muốn nhắn lên ông Nguyễn Phú Trọng với ông Nguyễn Xuân Phúc đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân rồi đó. Nghe dân chửi đi, banh lỗ tai ra nghe dân chửi đi. Sự thật đó, mấy ông không biết những cái clip này có đến tai của mấy ông không? Mong rằng những cái clip này đến tai với mấy ông để mấy ông nghe dân chửi. Dân chịu hết đó, nổi rồi. Những dân chúng tôi đó còn nhiều đó, máu và xác người đó, muốn cướp hay không? Đó, đất muốn cướp mà nhà cướp, còn sinh mạng nó muốn cướp hay không? Dạ. Nhưng mà tôi cũng nhắc nhở cho các vị nhớ nha, còn sống á thì tài sản của nhân dân cướp, khi chết rồi nút áo phải đốt lại. Với những cái tiền đô hay là vàng hay tài sản không có mang theo được. Và chỉ mang theo một cái tội thôi, cái tội là cướp, cướp của nhân dân, cướp của đồng bào. Bán luôn tổ quốc, vậy thôi. Còn cái nữa, bây giờ phải đem những cái phước theo. Hồi đó giờ lỗi, tội lỗi với nhân dân bao nhiêu, với đồng bào, với tổ quốc bao nhiêu. Thì bây giờ mình đem cái những tài sản của mình ra một hai phần thôi, chưa nói phần đi, đem hai phần thôi, một phần hai phần thôi, để cứu nhân dân, cứu đồng bào trong lúc dầu sôi lửa bỏng, trong lúc mà các vị đã thờ ơ với nhân dân, thờ ơ với đồng bào, mà nối tay với thằng Trung Quốc mà làm khổ nhân dân. Bây giờ chuộc lỗi đi, lấy của đó đó lo cho dân trong lúc này đi. Dân lúc này đói khát quá mà, cơm không có ăn, quần áo không có mặc, nhà cửa không có ở, phải ở nhờ, ở đậu, ở thuê, ở mướn. Mà ở thuê không có tiền, không đi làm thuê được, rồi tiền đâu trả tiền nhà, ta đuổi ra khỏi nhà, có phải dân mình làm than không? Đó, bây giờ nước mình tự cứu nước mình đi. Nước mình tự cứu nước mình đi, đừng cứu tào lao, đừng có lo bên Lào, bên Campuchia hay là bên Trung Quốc gì hết, cứ lo cho nước mình đi. Hiến Chương nghe nhắn gửi gì đó, nhắn gửi thẳng với tứ trụ triều đình Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân và Tô Lâm, các vị phải hành xử đúng với lương tâm, đúng với trách nhiệm của một con người, chứ đừng có tào lao quốc tế nữa. Lời nói của Hiến Chương là 96 triệu người dân đồng ý với lời nói của Hiến Chương. Tại vì Hiến Chương nói, lời nói của Hiến Chương là giúp đỡ, đỡ cho đồng bào, cho nhân dân. Chứ Hiến Chương không có thể là hại dân, bán nước. Thành ra dân cũng đồng ý theo lời nói của Hiến Chương. Mấy hôm nay đó chị Yến, chị có nghe những cái tin tức gì ở từ đồng bào trong nước không? Những người bạn của chị mà đồng hành ở trong nước họ nói gì chị? Về chị có biết những là người được... dân đó thì nói đang đói, đang khổ.
đường Ba mẹ người phố. ta chuẩn bị đuổi ra khỏi nhà. Dạ. Thê thảm quá, thê thảm quá. Đường phố Sài Gòn với mấy cái bệnh viện đồ, chị có biết nó như thế nào không? Chị kể sơ thôi, nếu mà chị nghe được ấy. Bây giờ hiện trường á, biết chết là chết nhiều, biết nhiễm thì nhiễm nhiều, từ Yeah. bạch mai vô đến chợ rẫy. Nhưng mà người trong nước nói ra là phạt người mấy chục nghìn, mấy chục triệu, rồi nói ra đó là bị ở tù, Coi như thành ra họ không dám nói. đâu có được quyền nhưng tự do mà ngôn nhưng luận. mà Yến Trương đã nói, nhắn gửi với tất cả những cơ quan từ ở Hà Nội cho đến Sài Gòn, mình nên nói sự thật đi để bên thế giới người ta có thể giúp được gì cho nhân dân mình thì giúp, giấu để làm gì? Có sao nói vậy người ơi, đi giấu để làm gì nữa? Rồi bây giờ chị có muốn nói thêm điều gì nữa không? Cho Là nhớ tôi cũng nhắn gửi Nguyễn Phú Trọng, nếu ông còn trách nhiệm, và Nguyễn Xuân Phúc, người nào có trách nhiệm, còn trách nhiệm mình nói thiệt, ông tự tử cho rồi đi. còn trách nhiệm thì điện thoại cho từng cơ quan ở địa phương phải gom góp tiền để cho lo cho dân trong lúc đói, trong những lúc dầu sôi lửa bỏng này. Còn người nào không có trách nhiệm, trốn luôn đi, đừng đưa mặt ra, Làm đừng gì có mà lông có lông cái trách đơm nhiệm? nói lo cho đảng, lo cho này cho nọ, chứ không nghe nói tiếng lo cho dân. Lo cho đảng, đảng nào? Đảng cướp hả? Đảng cướp bóc hả? Đảng gì? Đảng cướp bóc của nhân dân hả? Đảng gì? Bây giờ dân đâu còn gì để cướp nữa đâu. Đó, nghe, lo cho dân, lo cho nước. Dân chúng tôi cần những lãnh đạo có đức, có tài để an dân trị nước. Thì dân chúng tôi không cần những lãnh đạo bất tài vô dụng, chỉ để biết hút máu của nhân dân mà thôi, chứ ngoài ra không cho lo. Từ ngày mà tôi biết tới giờ ha, tôi bị cướp đất cướp nhà tới bây giờ, tôi chưa thấy một lãnh đạo nào đứng lo cho dân cho nước thật sự luôn. Hết cướp chỗ này tới cướp chỗ kia, cướp tới 63 tỉnh thành mà lúc này đang tuần dịch mà cũng còn nghe, cướp cũng lại gai đó nghe, cũng như là địa phương nó mượn gió để ăn đó. Là Yến Trương có đôi lời gửi về quê nhà đất mẹ tất cả bà con thân thương 96 triệu người dân, và mình phải mạnh mẽ lên, phấn đấu lên để mình lo cho chính bản thân mình. Và các vị phải chờ đợi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lo cho dân một đời sống ổn định, gạo, thóc, nước, đồ ăn, vật dụng sinh sống trong thời đại dịch này. Mà tất cả bà con phải gìn giữ trong cái sự đại dịch này rất là nguy hiểm, nó còn hơn là giặc nữa mà. Nhưng mà trách nhiệm á, bây giờ á, là từ chủ tịch nước cho Nguyễn Xuân Phúc, còn cái con mụ Nguyễn Thị Kim Ngân nó là bù nhìn. Mày ngồi đó để làm gì? Xuống mẹ nó đi. Để những người nào có đức, có tài, có tâm, có chí để lo cho dân một phần nào hay phần nấy. Đó. Rồi xong Còn chưa? Hết chưa hay là muốn nói thêm nữa? Tô Lâm nghe tôi nói một câu nữa Rồi, nha. nghe Tô Lâm nữa nè. À, Tô Lâm, ông tôi đã thấy cái clip ông tuyên thệ, một tay đặt lên trên cuốn hiến pháp, một tay thì ông để đưa lên, ông tuyên thệ là vì dân vì nước, tất cả những chính quyền lãnh đạo là đầy tớ của nhân dân. Lời của Tô Lâm vì cái ông giờ ông đang hành xử dạy những cái thằng lính đó, thằng an ninh công an, ông giống là những cái thằng côn đồ lưu manh mất dạy theo cái sự gì mà tôi không biết dùng danh từ gì để mà nó diễn tả cho nó xứng đáng với những cái mà nếu thằng nào không bảo vệ được người dân cho nó nghỉ mẹ đi, ít thằng.
còn có giá trị, nhiều hàng quá không có giá trị chút nào. Còn hại dân bán nước, hại dân để đánh đập dân, đàn áp dân nông đó. Thôi dừng lại phần cho TV 256. Dạ, nói thiệt mình hôm đó mà mình nghe mà tên mà Trần Quốc Vượng đó chị, nó đòi mà đổi cái, thay đổi cái kinh tế đó, là trở thành một quốc gia nền kinh tế tập trung, công nông trường, hợp tác xã. Thì mới đầu nghe thì mình thấy tức, là tại sao mà đi đổi cái này đổi cũ chứ phải đổi mới, mà nhà nước này đã từng thất bại với cái nền kinh tế tập trung công nông trường rồi. Tại vì hợp tác xã mà đâu có ai chịu làm việc đâu, thì phải thất bại thôi. Chú hỏi tôi cái chuyện đó, tôi phải trả lời vụ hợp tác xã cho chú nghe. Tại vì tôi đã sống ở trong Việt Nam, cái thời hợp tác xã tôi đã sống qua rồi. Gạo phải ăn đông đo đếm đàng hoàng, đông đo gia đình là bao nhiêu nhân khẩu, lãnh bao nhiêu gạo, bao nhiêu nước mắm, thì bao nhiêu thịt là được mấy trăm gram mỗi ngày, ngày lâu lâu mới được lần nha. Rồi còn đất của người ta thì phải để cho người ta làm. Ví dụ tôi có một công đất đi, thì tôi làm được một công, tôi phải lấy cái công, cái sức của tôi ra tôi làm. Tôi làm nhiều tôi ăn nhiều, tôi làm ít tôi ăn ít, tôi làm biếng thì tôi khỏi ăn đó. Mà tại sao làm nhiều cũng bao nhiêu, làm ít cũng bao nhiêu, mà có bao nhiêu tài sản cũng vô đó cũng có mấy nhiêu thôi. Nhưng mà rốt cuộc đo lại á, các thằng chính quyền, các thằng lãnh đạo, các thằng có quyền hạn là nó giàu nhất, nó giàu ngầm. Tại vì muốn cái gì phải hỏi qua nó, đâu có được. 96 triệu người dân trả lời với Trần Quốc Vượng là tất cả những người dân Việt chúng tôi không đồng ý theo cái kiểu hợp tác xã. Thì đó, và cái vụ gì mà ông đã họp đã nói, dân chúng tôi không đồng ý. Thì đó, Bộ Chính trị đã quyết như vậy rồi đó. Thành ra mình đó, nói thật đó, em coi cái đó là các vị nên nhớ đó, những lời tuyên thệ, những cái lời giải phóng miền Nam là chính quyền lãnh đạo, là đầy tớ của nhân dân. Muốn cái gì phải bàn qua với dân, dân đồng ý mới được quyền làm. Chứ không phải như các vị đó giờ làm đại, làm càng, làm trái pháp luật, làm cái kiểu lực rừng. Ngao muốn lên lên, xăng muốn lên lên, điện muốn lên lên. Có hỏi người dân chưa? Nếu cái cuốn hiến pháp, lực pháp, hành pháp, tư pháp, nếu có những cái đó, mình gọi là chính quyền lãnh đạo, là đại diện cho nhân dân, là đầy tớ của nhân dân, chứ không phải chính quyền lãnh đạo mà đè đầu cởi cổ người dân, là cái kiểu gì chứ đưa cái hành pháp, hiến pháp, lực pháp, hiến pháp điều mấy ra để làm gì? Có thực hành không? Có đúng không? Yêu cầu các vị phải coi cái cuốn hiến pháp mà hành xử theo đúng luật. Chính quyền lãnh đạo là đại diện cho nhân dân, muốn làm gì phải hỏi qua ý kiến của nhân dân, chứ không phải chính quyền lãnh đạo mà làm đại, làm càng, làm trái phép luật, làm theo cái luật rừng, luật rú ở trong ở trong gì đó mấy ông tự biết. Rồi bây giờ chị còn lời nào nữa không? Không. Rồi cho ý chương chào tất cả bà con thân thương trong nước và ngoài nước, và tất cả 96 triệu người dân những lời yến chương nhắn gửi, và các vị phải bảo trọng bản thân mình mà tự mình, để mình lo cho bản thân mình, và chờ đợi chính quyền lãnh đạo thấu đáo cái lời nói của yến chương và phải chia cho những người dân có một cái đời sống, một cái đời sống tạm thời trong cái lúc mà bị đại dịch Corona của Vũ Hán này, đó, đại dịch Vũ Hán này,
mà phải tẩy chay những cái hàng hóa chất, cái gì của Trung Quốc không xài nữa quăng vô thùng rác, chẳng thà ăn muối, đừng để bệnh bản thân. Bây giờ là bệnh vô trong bệnh viện, giờ là bệnh Vũ Hán là nhiều, nhưng mà cái kiểu mà bệnh ung thư chắc bác sĩ không chứa nữa đâu. Thì đừng có đem những cái dừa, nếu mình không có bệnh Vũ Hán thì mình nên tự kiềm chế bản thân mình. Mình đừng có ham ăn những thịt hay là những cái gì mà của tụi nó bỏ vô hóa chất để bán cho mình. Dầu bán rẻ bao nhiêu chẳng mà ăn muối. Cái đó mình tức lắm. Một cái nhà cầm quyền hoàn toàn không có lo cho dân, mà mình không thấy cái sự việc hại dân hại nước, cái sự hại việc dân nó bán nước nữa chứ. Yến Trương xin chào tất cả bà con thân thương trong nước và ngoài nước. Lâu lâu Yến Trương mới lên một lần, Yến Trương nói hơi lớn tiếng thì cũng mong tất cả bà con thông cảm giùm. Trong lúc Yến Trương đang nóng nói tới cái đất nước mình, nói tới chính quyền lãnh đạo của dân mình, Yến Trương muốn tăng xong rồi, phải hung dữ gì thôi. Chứ Yến Trương thì không có hung dữ đâu. Rồi. Tất cả bà con đều biết đó. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Trong nước và ngoài nước. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe Yến Trương và TV256. Xin mến chào tất cả. Rồi.